Denvo đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Mang Tiền Về Cho Mẹ kết hợp cùng nữ ca sĩ Nguyên Thảo. Ca khúc nhanh chóng lọt top trending YouTube, kéo theo đó hàng loạt ảnh chế hài hước trào lưu đem tiền về cho mẹ được cư dân mạng cho ra đời. Ví dụ như, mang iPhone 13 về cho mẹ, iPhone 13 xương xương cũng hết 30 triệu rồi, nhớ chọn bàn 1T nhé đen. Năm 2022 mẹ chẳng cần mang gì, ngoài mang về cho mẹ một nàng dâu nhé vâu ơi, không lẽ cứ mãi ép à? Không có tiền thì mang cá về cho mẹ vậy, cá hữu cơ đấy mẹ nhé. Tết này mang xe máy về chở mẹ đi chơi nhé, mẹ bao tuổi rồi chưa từng ngồi xe phân khối lớn. Mang tiền về cho mẹ, mang mẹ về cho tiện. Cho mẹ hỏi, khi nào con bán được 1 tỷ gói mẹ vậy đen? Nguyên nhân đứt cáp là do mấy chú baby shop này, mang về toàn ưu phiền cho mẹ, ghé chú làm đấy. Ban đầu có lẽ nên vô định chọn con này, nhưng chắc nó nặng quá, à hi hi. Chú cá trên tay Denvo nhìn thật tội nghiệp các bạn nhỉ. Chú cá cũng không hiểu nguyên nhân tại sao mình lại xuất hiện trong bài hát và tự hỏi cần tiền mắc gì bế tôi. Đừng mang ưu phiền về cho sếp. Anh em phải thuộc lòng câu thần chú, mang tiền về cho vợ, mang tiền về cho vợ, đừng mang ưu phiền về cho vợ, vợ là đấng tối cao các bác ạ. Tuần sau con về không cần mua gì nữa đâu, nhà cửa đủ hết rồi, chỉ cần mang thêm tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mà mẹ ơi, nặng quá, phụ con mẹ ơi. Cá nấu canh chua thì tuyệt với ông mặt trời chú đen hạ, cho tụi con xin con cá về nấu canh chua nhé. Chung quy lại, mẹ vẫn mong mỏi con mang về cho mẹ một nàng dâu, thằng đỏ, thằng xanh bạn con đều có đứa bé đứa bồng hết rồi. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ bấm like, share và đăng ký nhé. Tạm biệt.